Rồi ok, xin chào các bác. Thì lẽ ra ấy, cái clip này em phải làm từ rất là lâu rồi, nhưng mà cho đến bây giờ LG hẹo rồi em mới làm ấy. Thì em cũng nghĩ là những cái điều cơ bản như này đa số mọi người đều biết hết rồi, nhưng mà thực ra ấy, có rất nhiều các bác nhắn tin cho em bảo là tại sao cái máy của bác sử dụng mượt như thế, tại sao máy của em nó lại lag như thế. Thì nay em sẽ hướng dẫn lại cho các bác biết được là trên LG nhà mình em sẽ cài đặt như thế nào để mà nó mượt hơn. Thì trước tiên ấy, khi các bác mua một cái máy mới hoặc là cũ bất kỳ nào đó ấy, thì về thường thường là các bác sẽ phải là khôi phục cài đặt gốc. Thì sau khi khôi phục cài đặt gốc ấy, nó sẽ có rất nhiều những cái app của nhà mạng ấy, kể cả máy Mỹ hay máy Hàn đều có app rác hết nhé. Thì các bác hãy xóa hoặc là tắt những cái app rác đấy đi. Ví dụ như đây, máy này của em là máy Hàn nhé, thì nó có mấy cái app rác vớ vẩn như này này. Thì các bác nhấn giữ vào nó, các bác chọn thông tin này và các bác tắt nó đi. Tắt đi đó đó, ví dụ app này nữa này, cho thông tin. Nhưng mà có những app là không không cho các bác tắt nhé. Đây ví dụ app này chẳng hạn, thì các bác hãy làm cái thao tác là dùng lệnh ADB. Em có một clip là hướng dẫn các bác xóa game tuner với app rác ấy, thì các bác tham khảo cái clip đấy. Và đặc biệt là có mấy cái app của Google đây này, các bác cũng nên tắt luôn nó đi nhé. Đây ví dụ như cái app Duo này này, thì các bác cũng tắt luôn nó đi. Đây hoặc nhấn chọn thông tin ứng dụng, các bác tắt nó đi. Đây cái app này chả có tác dụng gì cả. Và đặc biệt ý, là cái app Google này này, cái app này em không biết các bác sử dụng nó với mục đích gì và nó có tác dụng như thế nào thì em cũng không rõ, nhưng mà cái app này em là cái app mà em tắt đầu tiên luôn. Đối với em nó chả có tác dụng gì cả. Không biết nó thống kê cái gì không, nhưng mà nếu mà chỉ có tác dụng là tìm kiếm không ấy, đấy thì em hoàn toàn vào web em tìm kiếm được. Cho nên là cái app này em tắt luôn, tắt ngay từ đầu tiên luôn. Đặc biệt là cái app này nó gây ra rất nhiều lỗi cho anh em sử dụng LG luôn, như kiểu là CS Play không tải được ứng dụng này chẳng hạn, hoặc là gần đây nhất ấy, là anh em không gọi được điện thoại, không gọi được, không nhắn tin được, mặc dù là SIM bình thường, dùng sang máy khác bình thường, nhưng mà không nghe gọi được, không vào mạng được, thì nó là do cái app này. Đấy thì các bác nhấn chọn vào nó, nhấn vào cái chỗ dấu y này này. Đấy các bác tắt luôn nó đi. Đó. Cái app này là đầu mối tội của rất nhiều thứ luôn. Đấy cho nên các bác tắt luôn nó đi nhé. Thì sau khi các bác tắt như vậy rồi, nó vẫn có thể là bị cập nhật, tự động cập nhật lại nhé. Thì các bác vào hẳn cái set play. Thì cái máy kia là máy mới cho nên nó chưa có set play. Em chưa đăng nhập CS Play nên không không cài đặt được. Thì các bác vào hẳn cái CS Play này này. Đấy. Đây, các bác vào CS Play này, các bác chọn cái phần cài đặt này. Đấy, chỗ lựa chọn ưu tiên về mạng này. Đấy các bác tắt luôn cái tự động cập nhật ứng dụng này nhé. Các bác có nhìn thấy không? Đây. Tắt luôn. Đấy, như em tắt rồi này. Tắt luôn cái tự động cập nhật ứng dụng nhé. Đấy, tắt luôn. Ví dụ cái tự động phát wifi, phát video này em cũng tắt luôn. Đấy. Thì trong cái set play các bác tắt luôn hai cái đấy đi nhé, còn mấy cái này thì không quan trọng đó. Cái app Google đấy rất là củ chuối luôn các bạn nên tắt đi. Rồi thì sau khi các bác xóa được những cái app rác của nhà mạng đi ấy, thì các bác lên là xóa tiếp những cái rác mà hàng ngày các bác sử dụng. Ví dụ như là các bác mở cái gì hoặc là các bác thao tác cái gì trên điện thoại ấy, nó sẽ có những cái bộ nhớ lưu tạm ấy, thì các bác nên xóa cái đấy đi nhé. Thậm chí các bác xóa hàng giờ cũng được, thì ở trong LG nó có ngay một cái để các bác xóa luôn, không không cần phải cài đặt ở bên ngoài nữa, đó là cái Smart Doctor ấy. Thì các bác nhấn giữ vào đây, nhấn giữ vào các bác chọn Widget này. Đấy thì trong này nó sẽ có các bác là cái Smart Doctor này, thì các bác chọn cái chỗ chuột quét này này. Đấy các bác cho đưa ra màn hình chính luôn đi. Đấy thì lúc nào nói chung là lúc nào các bác nhớ là các bác nhấn vào nó phát đấy là nó sẽ tự động dọn ra cho các bác. Nó rất là tiện lợi, cái app này em thấy nó rất là hay và nó hoạt động rất là chuẩn đấy. Hoặc là các bác vào bản sâu trong cái Smart Doctor nữa, các bác có thể là kiểm tra được một số thứ nữa đấy như này. Thì cái này cũng không không quá quan trọng nha, nhưng các bác chỉ cần là xóa được cái file rác của nó đi là được. Đấy đấy là cái thứ hai.
Tiếp theo là một cái thao tác cũng khá là đơn giản thôi. Các bác nên khởi động lại máy của mình một ngày ít nhất một lần nhé. Thì nếu như các bác hay quên ấy, thì các bác nên đặt cái chế độ tự động khởi động lại cho nó. Thì ngay trong LG nhà mình ấy, nó có cái tự khởi động lại cho các bác. Đây, ví dụ các bác vào cái đặt, các bác vào cái phần hệ thống. Đấy, chỗ cái khởi động lại và xác lập lại này này. Đấy. Thì các bác ở cái dòng đầu tiên này này. Đấy, các bác thấy không? Dòng đầu tiên các bác chọn cái tự khởi động lại này. Đấy, và các bác đặt cho nó là ngày nào cũng khởi động lại đi. Và thời gian của nó ấy, thường thường là em hay để là khoảng 20 giờ tối, 20 giờ đêm ấy. Đấy. Thì là cứ đúng 20 giờ đêm là nó sẽ tự động khởi động lại cho các bác. Đấy. Cái này nó rất hay nhé. Khi mà khởi động lại như thế, nó sẽ gần như là nó làm mới cái điện thoại của mình ấy. Và những cái file rác nó cũng hạn chế đi rất là nhiều. Cái thao tác này rất là quan trọng nhé. Em nghĩ là ai cũng nên làm như vậy. Thì tiếp theo nữa ấy, để cho máy của các bác ấy, nó có cảm giác mượt mà hơn ấy, thì các bác hãy vào phần này này, cài đặt này. Các bác chọn xuống hệ thống này. Đấy, các bác giới thiệu về điện thoại này. Đấy, các bác vào phần mềm này. Đó. Thì các bác nhấn 7 lần vào chỗ tạo số này. Đó, và các bác quay trở lại. Đây, thì nó sẽ xuất hiện cho các bác là cái chỗ tùy chọn của nhà phát triển. Đó. Thì các bác nhấn vào đây. Các bác ok hết đi. Các bác nhấn vào gỡ lỗi USB luôn. Ok. Thì ở bên dưới này nữa này. Các bác kéo xuống dưới một tí. Thế đây này. Nó có mấy cái tỷ lệ ảnh động Windows này, tỷ lệ ảnh động các thứ này, nói chung là mấy cái hoạt họa này này. Thì các bác để nó về hết 0.5 nhé. Đấy. Các bác có thể là tắt cũng được. Nhưng mà em thấy là tắt nó không được hay, nó không được mượt ấy, thì các bác nên để là 0.5, thì là nó cho các bác cái cảm giác nó buốt, nó cái khi mà đóng mở ứng dụng ấy, nó cảm giác nó nhanh hơn, nó mượt hơn. Đấy, thì là đấy là cái cảm giác nhé. Nhưng mà em thấy là các bác nên để, chứ để 1x ấy, nó chậm chậm kiểu gì ấy. Đó, đấy là cái hiệu ứng về cái truyền cảnh về cái tắt mở ứng dụng nhé. Tiếp theo nữa ấy, là về phần màn hình, thì như các bác cũng biết rồi đấy, là LG trước đây thì nó có hiện tượng là bóng mờ và sau này nó là lưu ảnh. Thì để mà giảm cái hiện tượng như vậy thì các bác vào phần hiển thị này. Đấy, các bác vào cái phần thanh điều hướng này. Đấy, các bác chọn cái thao tác là bằng cử chỉ nhé. Đấy, thì khi mà các bác chọn bằng cử chỉ nó sẽ không có cái nó kia cái phần điều hướng nó sẽ giảm đi, nó nhỏ đi ấy, thì nó sẽ hạn chế được cái bóng mờ hoặc lưu ảnh cho các bác nhé. Thì ở trên cái con Wing này thì ở Android 10 nó đã có cái chỗ là ẩn thanh điều hướng luôn rồi nhé, ẩn hết luôn. Đây, bật lên ẩn hết luôn các bác. Còn những cái máy khác ấy, thì các bác phải lên Android 11 thì mới có cái này. Còn nếu như các bác nào mà ở những cái Android thấp hơn ấy, thì các bác đang phải sử dụng cái là các phím điều hướng ấy, thì các bác làm như như sau nhé. Tại vì con Wing này không có nên em phải lấy con G8. Thì đây, nếu như những cái máy mà Android sau này Android 9 như là những cái Android cũ ấy, thì các bác cũng vào phần điều hướng thôi. Thì nếu như các bác không có phần cử chỉ ấy, thì các bác chỉ có dùng phím không ấy. Đây, thì các bác thấy không? Nó có ba cái phím điều hướng ở dưới này. Thì các bác chọn vào tiếp theo phần cái chỗ ẩn thanh điều hướng này này. Đấy, thì các bác bật hết này. Có nghĩa là sau khi các bác bật hết như này ấy, thì là nó sẽ khi mà các bác vào những cái ứng dụng như này, ứng dụng bên thứ ba như này này, thì nó cũng sẽ tự động ẩn hết thanh điều hướng nhé. Ví dụ đây em bật hết này rồi nhé. Ví dụ vào Facebook nhé. Đấy, nó tự động ẩn đi nhé. Đấy, các bác muốn dùng là nó chỉ vuốt cần vuốt lên thôi. Cái máy của em đang bị loạn cảm ứng chỗ này thì nó không vuốt được thôi. Chứ còn nếu mà các bác dùng các phím cảm ứng ấy, thì các bác nên ẩn nó đi như vậy nhé. Rồi, ok. Tiếp theo ấy, cũng là về phần màn hình ấy, thì ở những máy mà có cái độ phân giải là 2K ấy, như con G8 này ấy, thì các bác nên để nó về cái chế độ là 1080 thôi. Thì các bác cũng vào phần cài đặt và phần hiển thị. Đấy, các bác vào cái độ phân giải màn hình như này. Đấy. Thì đây, như đây em đã để về cái 1080 rồi. Còn bình thường ấy nó sẽ là 2K như thế này. Đấy, thì các bác nên để về cái chế độ 1080 thôi. Tại vì em trải nghiệm rồi, cái việc mà các bác để 1080 ấy nó sẽ tiết kiệm pin hơn cho các bác nhé. Và cái trải nghiệm ấy, cái sử dụng hàng ngày nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Các bác không thể phân biệt được là máy đang là để chế độ là Full HD hay là 2K đâu. Em bảo đảm cho các bác biết. Nếu như các bác nào mà
mà bảo là để ở cái độ phân giải là 1.0.0 ấy, nó xấu hơn, nó rỗ hơn cái 2K ấy. Thì thực sự là mắt của bác đấy nó phải là mắt của siêu nhân chứ không phải là người thường nữa. Chứ còn em là người thường em không thể phân biệt được là 2K và 1.0.0 nó đẹp hay xấu như thế nào. Cho nên các bác cứ yên tâm để về cái 1.0.0 đi và nó sẽ tiết kiệm pin hơn cho các bác một tí. Đấy, và kể cả cách chơi game cái thứ ấy, nó cũng sẽ có cảm giác nó mượt hơn. Thì tiếp theo ấy, vẫn là về phần màn hình ấy, thì các bác có thể nhìn thấy đây này. Nhiều bác ấy bảo là để cái on-way display này nó sẽ rất là tốn pin. Thì em công nhận để cái on-way display này nó tốn pin thật, nó em phải nói là nó khá là tốn pin luôn ấy. Thì cho nên là các bác nếu mà các bác nào mà không thực sự cần thiết ấy, thì các bác cũng tắt cái on-way display đi. Đây, ví dụ như các bác cũng vào phần hiển thị thôi. Đây này, cái on-way display này. Đấy, các bác nếu mà không dùng thì các bác tắt đi. Đấy, như em thì em dùng thì em để. Còn các bác không dùng thì các bác tắt này đi nhé. Rồi, còn em dùng ấy thì em lại dùng theo kiểu khác. Đó là em chỉ để nó ở một cái thời gian nhất định nào đó thôi. Thầy ví dụ như là khi mà em đi ngủ ấy, thường thường là em ngủ từ 23 giờ đến 6 giờ sáng là em dậy. Thì trong thời gian em ngủ ấy, thì là em cũng tắt cái này luôn. Đấy, thì ở trong này máy nặng thế thôi, nó cũng sẽ có cái phần để cho các bác hẹn giờ cái on-board delay này. Cho nên các bác làm như em cũng được. Đó. Còn không thì các bạn không thích thì tắt luôn. Và em khẳng định với các bác là on-board delay này nó có tốn pin, chứ không phải là tốn pin 1 hoặc 2% như mọi người hay nghĩ đâu nhé. Nó tốn phải, nếu mà để 24 trên 24 mà cứ để 24 trên 24 nó sáng ấy, em thấy nó phải tốn đến khoảng 20% chứ không phải là 2% đâu. Cho nên các bác tắt cái này đi, đúng là nó sẽ tiết kiệm pin hơn đấy. Cho nên các bác nếu mà không cần thiết thì các bác cũng tắt cái on-board delay đi nhé. Thì tiếp theo nữa ấy, vẫn là về cái phần màn hình thôi. Thì đây là cái thẩm mỹ của mỗi người nhé. Như em ấy, thật là em rất thích cái chế độ đêm này. Đấy, các bác thấy không? Cái màn hình đen nó trông nó ngầu hơn, trông nó đẹp hơn. Đấy là cái cảm nhận của em nhé. Có đúng là nhiều người cũng không thích cái màn hình đen này, người ta vẫn thích để màn hình trắng. Thì đấy là tùy các bác nhé. Còn như em khuyên ấy, là các bác nên để cái chế độ đêm này, các bác bật nó lên. Thì, thứ nhất ấy, là nó sẽ tiết kiệm pin hơn, chắc chắn một điều các bạn, nhất là trong cái màn hình AMOLED này này, nó sử dụng cái những cái điểm ảnh tự phát sáng ấy, cho nên là để cái chế độ đêm này, những cái điểm ảnh màu đen ấy nó sẽ không phát sáng, cho nên là nó chắc chắn nó sẽ tiết kiệm pin hơn. Đấy, cho nên là các bác nào mà muốn tiết kiệm pin hơn thì các bác nên để ở cái chế độ đêm này. Còn việc đẹp hay xấu thì là tùy mỗi người nhé. Như em thấy nó đẹp hơn rất nhiều, em thấy nó ngầu. Đấy, các bác nên để chế độ đêm. Tiếp theo ấy là về phần âm thanh. Thì đây là cái cài đặt âm thanh của em. Đấy, các bác vào phần âm thanh này thì em khuyên các bác ấy là ở những cái âm thanh hệ thống ấy, các bác nên tắt tất cả những âm thanh hệ thống đi. Đấy, ví dụ như con Wing của em đây thì nó có xoay lên xoay xuống ấy, thì em để đấy em thích thôi. Còn các bác nên tắt chạm để kêu tắt hết, khóa màn hình tắt hết, đang sạc để nó kêu cũng tắt hết. Nói chung là tắt hết những cái âm thanh hệ thống đi. Các bác thích cái nào thì để thôi, chứ còn em khuyên là các bác nên tắt hết đi, nó sẽ tiết kiệm được pin hơn. Đấy, và ở trong cái phần âm thanh này nó cũng có một cái nữa là rung khi nhấp vào này, các bác cũng nên tắt nó đi nhé. Cái này thực sự là nếu như các bác để rung ấy thì khi mà các bác nhấp vào ấy, nó rung rung ấy, nó cũng cho cảm giác cũng khá là hay. Nhưng mà khi mà rung như thế nó sẽ phải chạy cái motor rung ấy, thì nó cũng làm tốn pin của các bác. Cho nên các bác cũng không cần thiết thì các bác cũng tắt luôn đi. Em thì em cũng không cần thiết thì em tắt luôn. Đấy là về phần mấy cái hiệu ứng âm thanh của cái thông báo thôi. Ví dụ như cái cảnh báo đèn nháy cho cuộc gọi này em cũng tắt luôn, nó cũng chả cần thiết gì cho em cả. Đấy, ok, đây là về phần âm thanh. Nói thêm một chút về cái âm thanh nữa, thì các bác vào cái phần âm thanh này này, khi mà các bác cắm cái tai nghe vào ấy, thì các bác sẽ có mấy cái lựa chọn đây này. Cắm bạn nhé. Đây, thì khi các bác cắm cái tai nghe vào ấy, nó sẽ cho các bác lựa chọn là cái hi-fi quad DC này, thì các bác nên bật lên nhé. Thì cái DC này nó sẽ làm cho các bác nghe nhạc hay hơn rất là nhiều luôn. Còn cái DTS 3D này này, thì khi mà nghe nhạc ấy, em nghĩ các bác không cần bật nó đâu, vì nó sẽ làm cho âm thanh nó hơi ảo ảo một tí. Còn cái DTS 3D này
nó chỉ phù hợp cho khi các bác xem phim thôi, em nghĩ là vậy. Còn các bạn là cứ bật lên đi, các bác thích thì các bác nghe, còn không thích thì các bác tắt. Nhưng mà đối với em thì em cảm giác là cái 3D này nó làm cho cái máy nó làm cho cái âm thanh nó hơi ảo hơn, và các bác nên bật cái DAC này nhé. Và em nói luôn cho các bác là khi mà các bác bật DAC lên ấy, và nhất là sử dụng với một cái tai nghe trên 50 ohm ấy, thì nó sẽ tốn pin rất là nhiều luôn đấy nha các bác. Nó tôi em nhắc lại là nó tốn pin khá là nhiều luôn ấy, tại vì em thử test nó rồi. Thì là khi mà sử dụng cái tai nghe bình thường ấy, thì nó còn đỡ nhé, còn sử dụng cái tai nghe mà trên 50 ohm ấy, nó kích full cái DC này lên, cho nên nó khá là tốn pin khi mà nghe bằng cái tai nghe 64 ohm nhé. Đó. Đó, còn cái mấy cái phần bộ lọc âm thanh này thì các bác để theo cái ý thích của các bác có thể là kéo lên ở cái phần dưới này, có cái phần tùy chỉnh này. Các bác có thể thích bass, thích chat thì các bác kéo cái này lên. Đó, kéo phần phía phải lên, có thích bass thì các bác kéo cái phần phía trái lên. Ở đây là tùy các bác nhé. Các bác hãy tự nghe và tự kéo theo cái ý thích của các bác. Đó. Chứ còn cái này thì không ai có thể chỉ ai được đâu. Nó vì tai mỗi người là mỗi khác, cho nên là các bác tự đi. Còn ví dụ như các bác để ở những cái chế độ bình thường ấy, ở những cái thiết lập sẵn này rồi, thì em khuyên là các bác để ở cái chế độ là phòng chờ mềm này nhé. Đấy, em thấy là cái phòng chờ mềm này thì nó cho cái âm thanh nó có vẻ là khá là cân bằng. Đấy. Thì đây là tùy các bác nhé. Cái này chắc chắn các bác phải tự trải nghiệm. Và em khuyên các bác là nên mua một cái tai nghe có cái số ohm là trên 50 ohm, thì nó sẽ nghe ổn hơn so với những cái tai nghe bình thường. Đấy là riêng với đôi LG nhé, tại vì LG nó có cái chip DC riêng. Còn những điện thoại khác ấy, thì các bác chỉ nên nghe cái tai nghe tầm khoảng 16 đến 32 ohm thôi. Còn riêng với LG thì các bác nên có một cái tai nghe trên 50 ohm. Tiếp theo nữa ấy, là các bác nên tắt tất cả những cái thông báo mà các bác không cần thiết. Đây thì các bác vào cái phần thông báo ở trong cài đặt thôi. Đây, thì trong cái phụ thông báo này này, thì các bác nó có rất nhiều cái để các bác cài đặt. Ví dụ phần chập pin này, các bác không thích thì các bác cũng tắt đi. Nhưng mà em nghĩ là các bác nên để đấy. Một số cái ví dụ như là khóa mình cái này không quan trọng, nhưng mà đặc biệt quan trọng trong cái ứng dụng này này. Đấy, thì các bác muốn cái ứng dụng nào nó không thông báo ấy, thì các bác tắt nó đi nhé. Đây, ví dụ như em chỉ để mấy cái để nó thông báo thôi. Ví dụ như Messenger, Vietcombank, Zalo, rồi mấy cái của hệ thống thôi. Đấy. Còn những cái game, rồi những cái app Facebook các thứ, nói chung là Facebook ấy, nếu như các bác để cái chỗ thông báo này lên, nó tinh tinh suốt ngày, nói chung là nó rất là tốn pin. Đấy. Cho nên là các bác nên tắt những cái app nào mà các bác không cần thiết, không cần nó thông báo thì các bác tắt nó đi. Đấy, trong cái phần ứng dụng này. Cái này em thấy là rất quan trọng luôn đấy. Nó vừa chạy ngầm này, nó vừa phát chuông thông báo hoặc phát rung thông báo này, cho nên các bác không cần thiết cái ứng dụng nào, các bác tắt thông báo đi. Tiếp theo ấy, là về phần pin, thì ở trong pin này em cài đặt như sau. Ở trong phần pin này nó có mấy cái để các bác cài đặt, nó đơn giản thôi. Thì ở chỗ này này, nó có cái tối ưu hóa quá trình sạc này này. Thì cũng do cái này này, cho nên nhiều các bác là bảo than thở là sạc của mình sao nó lâu thế. Thì đương nhiên sạc lâu ấy hay là nhanh ấy, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Thứ nhất là củ sạc này, dây sạc này, độ bẩn chỗ tiếp xúc giữa sạc và máy này. Đấy, rồi nhiều khi cả do phần mềm nữa. Cho nên là các bác nào mà thấy máy mình nó sạc lâu quá ấy, thì các bác nên kiểm tra lại tất cả những thứ em vừa nói nhé. Chứ còn ở trong cái phần pin này ấy, thì em để ở cái chế độ là tối ưu hóa quá trình sạc ấy, thì để máy nó hạn chế, máy nó nóng quá ấy. Nhiều khi là các bác tắt cái này đi nhé. Ví dụ máy nó đang nóng, nó cũng sạc rất là kinh, cho nên là khi mà các bác tắt đi thì nó sẽ sạc, chắc chắn nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà nó sẽ có thể là nguy hiểm đến máy. Thì em thường là em bật cái này lên, tại vì cái sạc của em thường là em sạc qua đêm, mà em thường thường cắm qua đêm nên em không quan tâm là cái thời gian sạc của nó bao nhiêu, cho nên là cái em bật cái này lên. Còn các bác là muốn nó sạc nhanh hơn thì các bác nên tắt nó đi. Đấy, còn thứ hai nữa là cái phần pin thích ứng này này. Thì ở trong cái phần pin thích ứng này, nó bật nó lên ấy, thì nó sẽ kiểm tra cho các bác biết được là có những ứng dụng nào mà nó hay chạy nền ấy. Đây, ví dụ như là ở trong này em có cái phần Shopee nó hay chạy nền này. Nói chung là mấy cái phần mềm vớ vẩn nó hay chạy nền ấy, thì các bác bật này lên. Khi mà nó có thông báo là hạn chế cái
cái app đấy thì các bác hạn chế nó. Nếu như các bác không cần thiết cái app đấy thì các bác nên hạn chế nó. Đấy, tiếp theo là về phần tiết kiệm pin ấy, thì nhiều bác ấy, trời, các bác đúng là các bác quá quan trọng cái pin của các bác ấy. Các bác bật trừ cái tối đa cái tiết kiệm pin này lên ấy. Thì khi mà bật như vậy thì cái máy của bác nó sẽ giới hạn rất nhiều thứ luôn. Nó giới hạn gần như tất cả mọi thứ luôn, kể từ wifi rồi dữ liệu di động rồi hiệu năng. Chung là em thấy bật như này thì đúng là tiết kiệm pin thật, nhưng mà các bác tội gì phải khổ như thế, mua cái máy về để sử dụng tẹt nó đi chứ việc gì mà phải 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 suốt ngày cách pin nó như thế. Đấy, như là các bác, đấy là tùy các bác nhé. Nếu như các bác muốn tiết kiệm pin thật sự, các bác với mục đích nào đó thì các bác bật tối đa lên hoặc là bật cái này lên, bật tối đa sẽ càng được lâu mà, thì các bác đấy là tùy các bác. Còn em khuyên là không cần thiết, cứ để tắt cái tiết kiệm pin đi. Tiếp theo ấy, là có một số cái ứng dụng nó chạy ngầm và nó sử dụng cái dữ liệu của mình ấy, thì các bác nên vào cái phần cài đặt này. Trong cái phần cài đặt này nó có cái phần về hệ thống này, có cái phần sao lưu này này. Đấy thì các bác nên tắt cái này đi nhé, tắt cái sao lưu vào cái tài khoản Google mình đi nhé. Tại vì cái phần sao lưu này nó khi mà các bác có bất kể một cái gì thay đổi ở cái máy của mình, ví dụ như có thêm một ảnh mới, có thêm một cài đặt mới, hoặc có thêm bất kỳ một cái gì đó mới, em nghĩ là vậy, thì nó sẽ tự động nó sao lưu vào cái tài khoản Google cho các bác. Và cái thao tác đấy của nó làm hoàn toàn là ẩn thôi, nó nằm ở dưới nền thôi, các bác không biết được, cho nên là nhiều khi nó làm cái máy của các bác chậm đi và tốn pin đi rất là nhiều. Cho nên em khuyên các bác là nên tắt cái này đi. Và kể cả ở trong cái ứng dụng là ứng dụng Google Photo này, đây đây, ví dụ như trong ứng dụng Google Photo của em này thì em cũng tắt luôn, em cũng tắt luôn cái tính năng là tự sao lưu đi nhé. Đấy, cho nên là các bác nên là tắt luôn cái ứng dụng này đi, chứ không nên là để bật cái tính năng tự sao lưu này đi. Tự sao lưu nó sẽ khi mà các bác chụp một ảnh mới, cái nó sẽ dựng cái dữ liệu hoặc là wifi của bác nó tự động nó update lên cái mây của mình, cho nên là cái đấy nó làm cho các bác tốn pin rất là nhiều luôn. Đấy, cho nên các bác nên tắt đi. Còn các bác muốn mà sao lưu cảnh nào đó, muốn sao lưu ảnh nào đó thì các bác chọn trực tiếp vào cảnh đấy. Ví dụ như ảnh này chẳng hạn, em muốn sao lưu này thì các bác tự động sao lưu nó vào một cái thư mục nào đó. Đấy, thì nó sẽ đúng theo ý của mình hơn. Đấy, và các bác có thể tạo được mấy cái thư mục. Cái này thì app này thì các bác tự mày mò thôi, nó cũng rất là dễ thôi. Đấy, em khuyên là các bác nên tắt cái tự động sao lưu đi. Tiếp theo nữa ấy, là vẫn về cái phần tự động cập nhật thôi, tự động sao lưu thôi. Thì các bác vào cái phần hệ thống này này. Đó, thì trong phần hệ thống này nó có cái phần là trung tâm cập nhật. Đó, thì trong cái phần trung tâm cập nhật này nó có phần cập nhật ứng dụng này và cập nhật phần mềm. Thì em cũng khuyên các bác là trong cái phần cập nhật ứng dụng này, các bác cần cái app nào ấy thì các bác hãy tải app đó thôi nhé. Còn không cần ấy, thì các bác vào cái phần số 3 chấm này này. Đây, chỗ 3 chấm này. Đấy, các bác chọn cài đặt. Và các bác cái chỗ thông báo này này, các bác cũng tắt luôn nó đi. Tắt luôn nó đi nhé. Đó, em tắt nó luôn đi để nó khỏi thông báo là phải cập nhật ứng dụng này, phải cập nhật ứng dụng kia. Nó rất là khá là tốn pin đấy. Đấy, và cái phần cập nhật phần mềm này cũng thế thôi. Các bác vào phần cập nhật phần mềm. Nếu như các bác nào mà muốn nó chạy ngầm ấy, nó thông báo cho mình mỗi lần khi mà có cái phiên bản Android mới ấy, hoặc là có cập nhật mới ấy, thì các bác để, còn không thì các bác cũng vào 3 chấm. Các bác tắt luôn hai này đi nhé. Tắt luôn đi. Tại vì hai cái này nó sẽ chạy ngầm nhé các bác. Nên các bác cũng tắt luôn hai này đi. Đó. Thì đấy là về cái phần trung tâm cập nhật thì các bác nên tắt hết đi. Thì cũng có một cái nó chạy ngầm cũng khá là củ chuối, đó là cái phần dữ liệu di động ấy. Đây, các bác muốn tắt triệt để nó ấy, các bác hãy vào hẳn cái phần hệ thống này, các bác vào hẳn cái phần các tùy chọn nhà phát triển ấy. Thì nếu như các bác nào mà chưa có cái tùy chọn nhà phát triển này thì cái cách bật ấy, thì các bác tua lại một tí ở đằng trước ấy, em cũng có nói rồi, thì các bác chọn vào cái các tùy chọn nhà phát triển nhé. Đây thì các bác vào kéo hẳn xuống phần dưới ấy. Đây này, đây các bác thấy không này, chỗ dữ liệu di động luôn được hoạt động này này. Đấy thì các bác tắt nó đi. Tại vì khi mà các bác bật nó lên ấy, thì cái dữ liệu di động của các bác ấy, nó luôn chạy ngầm nhé. Để khi nào mà cái mạng wifi của bác có vấn đề là nó sẽ tự động nó bật lại cái
cái dữ liệu di động lên, cho nên các bác nên vào hẳn cái phần này các bác tắt luôn nó đi, đó nó mới là triệt để. Đó, cái này nó cũng khá là quan trọng đấy, vì nhiều khi là cái mạng wifi của mình nó có vấn đề gì đó, nó không vào được mạng, thì cái di động này này nó luôn bật mà, cho nên nó tự động nó phát hiện ra cái wifi của mình nó bị có vấn đề và nó bật cái dữ liệu di động của mình lên. Thứ nhất là mình sẽ tốn dữ liệu di động, và thứ hai là tốn pin để duy trì cái hoạt động này, cho nên các bác cũng nên tắt nó đi nhé. Thì tiếp theo ấy, cũng là một cái nó chạy ngầm cũng khá là tốn pin, đó là cái dịch vụ Google Google Assistant ấy. Thì thường thường ấy, ở những cái máy các bác mới khui một cái gốc lại, nó sẽ có một cái widget của nó, của Google ở đây này, để các bác chỉ cần nói là ok ok Google, nó sẽ tự động tìm kiếm cho các bác ấy. Thì cái của em khóa em xóa từ lúc đầu clip rồi, cho nên nó không có, cho nên là các bác vào tiếp ở đây này, vào cái đặt này đấy, các bác vào cái phần các phần mở rộng này đó, thì trong này nó có cái chỗ phím tắt này này. Đấy, thì ở trên cái con G8 này thì nó có riêng một cái phím tắt của Google Assistant ở đây, còn trên con Wing ấy, con trên con Wing ấy thì nó bỏ rồi nhé, trên con Wing thì nó không còn cái phím Google Assistant nữa. Em rất mừng là vì nó không còn cái phím Google Assistant nữa đấy, thì ở trên Wing thì nó bỏ rồi. Còn những cái con khác ấy, V50, G8 rồi mấy con V40, V30, à V30 không có, thì mấy con V40 là có, thì G7 có, thì các bác nên vào đấy, các bác tắt luôn mấy cái phần mở trợ lý Google này đi này. Đấy. Tắt luôn cái này đi. Tắt luôn cái này luôn. Đó. Các bác nên tắt hết đi. Đấy, còn mấy cái phím tắt cơ bản thì các bác nên dùng như kiểu là nhấn vào nút nguồn 2 lần để mở màn hình này này. Thì các bác nên để này. Các bác nhấn vào cái phần phím âm lượng 2 lần để mở máy ảnh và chụp ảnh thì cũng nên để. Cái nó rất là tiện, ví dụ các bác không cần mở cái điện thoại, các bác chỉ cần nhấn 2 lần vào cái nút nguồn hoặc nút giảm âm lượng, nó cũng sẽ ra cái app chụp ảnh cho các bác nhé. Còn cái chỗ mở tăng âm lượng 2 lần để mở cái ghi chú này thì các bác không nên để, tại vì nhiều khi các bác ấn nhầm và nó sẽ bật cái ghi chú lên, nó cũng khá là khó chịu đấy. Vì đây em ví dụ cho các bác đây, ví dụ các bác đang tắt nhé, các bác chỉ cần nhấn 2 lần vào nút nguồn, 2 lần nút nguồn này đấy, nó cũng rồi từ đặt nó bị có lỗi vấn đề. À đây, nó có nhiều ảnh, nó nhiều cái ấy quá, có nhiều cái tự chọn đây, rồi em làm lại nhé. 2 lần vào nút nguồn này đấy, nó sẽ mở rộng cái camera lên này đấy, tắt đi này, 2 lần vào nút đã giảm âm lượng này đấy, nó cũng mở lên này đó. Cho nên các bác dùng cái này nó khá là tiện đấy các bạn. Tiếp theo nữa ấy, là cũng có một cái mà các bác nên tắt đi, đó là cái blocking bar. Thì các bác vào cái phần hiển thị này, à không phải, chỗ này nó phải vào phần các phần mở rộng. Thì đây thì nó có cái phần blocking bar này, thì các bác bật lên như này, nó sẽ có cái biểu tượng ở ngoài chỗ này này, các bác vuốt vào ấy. Đấy, vuốt vào này nó sẽ có một số cái, chung là nó sẽ có một số cái để các bác bật tắt nhanh ấy. Thì em thấy là cái này nó vừa chiếm một ít cái diện tích ở chỗ này đấy, và thực sự là em thấy nó cũng chả cần thiết gì cả đấy, cho nên các bác nào mà thực sự cần thì hãy bật nó lên nhé, còn không cần thì các bác tắt bố nó đi đó. Và các bác nên nên bật cái này này, nên bật cái tăng độ nhạy cảm ứng lên này. Thì khi các bác bật cái tăng độ nhạy cảm ứng này lên ấy, thì nó sẽ cho các bác được là vuốt hoặc là chạm, nó cảm giác nó mượt hơn, nó nhanh hơn đấy. Tuy nhiên ấy, thì nó lại có một nhược điểm là nhiều khi nó làm cho các bác có cảm giác như kiểu bị nó bị nhanh quá ấy. Bị nhanh quá nó ra, ví dụ các bác chơi game hoặc cái gì đấy, nó kiểu như là nó bị cảm giác hiện tượng mà bị dí nút ấy, nói chung kiểu kiểu như thế. Em cũng không không mô tả cho các bác biết được, nhưng mà em khuyên các bác là nên tắt nó đi. Em thì em không 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 dùng cái này đâu, nhưng mà các bác nào muốn cái màn hình cái thao tác vuốt chạm mình nó cảm giác nó sướng hơn, nó nhanh hơn ấy, thì các bác nên bật nó lên. Còn em thì em thấy là bình thường thì nó cũng đã ngon rồi, cho nên em không cần thiết. Còn cái này em thường thường em tắt đi, còn các bác nào thích thì cứ bật lên để các bác trải nghiệm nhé. Còn nếu mà trải nghiệm mà nó thấy nó cụt chuối quá thì các bác tắt nó đi đấy. Thì và đương nhiên là khi các bác bật cái này lên ấy thì là nó sẽ tốn pin hơn là cái chắc đấy, nó tốn pin hơn một chút, các bác có thể không không biết được, nhưng mà nó chắc chắn nó sẽ làm một thao tác gì đấy, nó tăng cường cái cấu hình của máy lên, hoặc là tăng cường cái cảm ứng lên, nó sẽ cảm giác như là nó sẽ bị ngốn pin hơn. Và đây nó rõ cho các bác biết rằng là cái này khi mà các bác có sử dụng cái miếng dán màn hình hoặc là cái gì đó bảo vệ màn hình thì
và các bác nên bật cái này lên đấy. Còn khi mà các bác không dán gì như em này này, như con G8 em chả dán gì thì em thấy nó vẫn rất là mượt đấy, nó chả cần phải bật cái đấy lên đâu. Còn các bác đúng là khi các bác sử dụng một con gì đó nó có cái bảo vệ màn hình thì các bác nên bật lên cũng được. Ví dụ như con Win này em có dán cái dán này, cái dán PPF cảm khi mà vuốt nó khá là rít, cho nên em bật ở trên con Win thì em bật nó lên để mà cái tao tác vuốt nó sướng hơn, nó nhanh hơn. Đấy thì các bác tùy các bác nhé. Còn nếu như các bác nào mà chơi game ấy, thì các bác em nghĩ là các bác đừng nên dán bất kể một cái gì đó luôn, kể cả cơn khô vi không nên dán, tại vì các bác dán bất kỳ một cái gì đó lên màn hình ấy, nó sẽ làm cho các trải nghiệm của bác nó bị giảm đi đấy. Nhất là về cái thao tác vuốt ấy, nó sẽ giảm đi rất nhiều, như em cũng có nói rồi đấy, dán PPF thì rít tay, dán cường lực thì nhiều khi là bị cảm ứng này cảm ứng kia đấy. Cho nên là các bác nếu mà các bác muốn một trải nghiệm nó sướng đời nhất ấy, thì các bác nên để trần nhé. Tiếp theo cũng là một cái đặt, cái này cũng là phụ thôi, nhưng mà em nghĩ là các bác nên tắt đi, đó là cái phần ứng dụng kép đó. Thì đây ở trong mặc định của cái Android 10 ấy, hình như Android 9 cũng có rồi, Android 10 nó có phần ứng dụng kép ở đây này đấy, thì các bác nó có cho các bác là cài thêm mấy cái ứng dụng kép như kiểu là Facebook, Zalo rồi Messenger đây, cả Telegram nữa nó cũng có, nhưng mà một số cái nó không có đâu. Nhưng mà em khuyên là các bác không nên cài đặt cái này, tại vì khi mà cài đặt cái này nó sẽ chạy ngầm mấy cái ứng dụng kép này, cho nên các bác cũng không cần thiết nhé. Và các bác nào thực sự là ví dụ như muốn dùng hai Zalo chẳng hạn đấy, muốn dùng hai Messenger, muốn dùng hai Facebook thì các bác cài ra cũng được, và các bác phải chấp nhận là nó sẽ chạy ngầm và nó sẽ tốn pin hơn. Nói thêm chút nữa về cái phần cài đặt ở cái phần màn hình nữa này, tại vì nhiều khi em nói cũng nó cũng sót mà, thì các bác xem cái clip này nó đến đây cũng khá là mỏi mệt rồi, nhưng mà nếu cứ như các bác nào muốn tiếp tục để mà cái máy của mình nó ổn hơn thì các bác cố gắng xem tiếp thôi. Thì ở tiếp tục là về cái phần màn hình ấy, chỗ màn hình chủ này này, thì các bác nên tắt cái phần phần Smart Buttonly này, Blinky này, nói chung vớ vẩn đấy, các bác là nên tắt nó đi đấy. Tại vì khi mà vuốt sang bên trái đấy, các bác sẽ gặp cái màn hình này, nó sẽ hiển thị các thông tin mới hoặc là thông tin đề xuất cho các bác ấy, thì các bác nên tắt đi nhé, nó cũng lấy dữ liệu ngầm và nó chạy ngầm, nó cũng khá là tốn pin đấy. Và chỗ phần xoay tròn màn hình chủ này thì các bác dùng được không dùng được, còn các bác nên tắt cái phần tìm kiếm này. Để ví dụ như các bác tắt cái phần tìm kiếm bằng cách vuốt cái màn hình ở trên xuống như này này. Đấy, ví dụ đây, khi các bác chưa tắt ấy, nó sẽ như này, ở ra ngoài màn hình chủ này. Đấy, các bác cùng vuốt vuốt xuống này, nó sẽ tìm kiếm cho các bác này. Đấy, thì tùy các bác thôi nhé. Các bác muốn để thì để, mà muốn tắt thì tắt, nhưng mà theo em ấy, thì các bác nên tắt đi. Em thì em tắt luôn, vì em cũng chẳng bao giờ em tìm kiếm ở chỗ đấy bao giờ cả. Đó, em tắt nó đi. Đó, đây là mấy cái tắt cái mấy hiệu ứng vớ vẩn thôi. Còn ở trong này nó có phần ẩn ứng dụng này, thì có những cái app ấy mà các bác không thể nào mà tắt nó một cách bình thường được, không thể bình thường các bác tắt nó được. Ví dụ như mấy app này này, tác vụ này, mấy cái app của máy Hàn này, nó không tắt được. Có những app mà không tắt được nhé, thì các bác ẩn bố nó đi cho nó nhanh, cho nó đỡ phải nhìn thấy nó. Đây thì em ẩn mấy cái app này được, ẩn tích vào, các bác muốn ẩn cái app nào đó thì các bác tích vào và các bác chọn kết thúc, và nó sẽ ẩn mấy cái app đấy đi cho các bác, thì các bác đỡ nhìn thấy nó, để đỡ nó bị ngứa mắt thôi. Đó, thì đấy là tùy các bác nhé. Nhưng mà theo em ấy thì là các bác cái app nào mà các bác không thể làm gì được nó thì các bác nên ẩn nó đi, không sử dụng nó hoặc không tắt được nó, các bác xóa bỏ đi, ẩn nó đi là xong. Một cái nữa để các bác tiết kiệm pin ấy là ví dụ như cái sim này của các bác ấy mà không dùng mạng ấy, không dùng 4G ấy, thì các bác nên tắt cái 4G đi nhé. Tại vì như cái sim này của em ấy, em không dùng 4G, em chỉ dùng wifi thôi, cho nên em tưởng tượng em tắt nó đi. Đây thì các bác muốn tắt ấy, các bác vào lệnh ẩn của nó thôi, 5457 thăng sao, cái mã của con Win này nó là 100 đấy, thì các bác cũng ấn thăng. Thì tùy các bác nhé, mã của máy các bác là như thế nào thì các bác thay vào cái chỗ 100 đấy nhé. Thì trong cái phần RAT mode này này đấy, nó cho các bác là lựa chọn được được rất nhiều cái lựa chọn để mạng. Thì cái mà việc các bác đang nghe gọi ở Việt Nam này này, các bác chỉ nghe gọi trên mạng 3G và 2G thôi, 4G thì cũng có nghe gọi rồi, nhưng mà nó hiện tại em thấy là nó vẫn chưa được phổ biến, cho nên là các bác không cần quan, nếu mà không cần sử dụng 4G thì các bác nên chỉ cần là để ở cái chế độ là chế độ này này đấy,
WCDMA và ZM này. Đấy, các bác để ở chế độ đây, có nghĩa nó chỉ cho các bác là ở cái chế độ là 3G hoặc 2G thôi. Nếu mà sóng 2G chỗ đấy nó mạnh hoặc là sóng 3G chỗ đấy mạnh thì nó ưu tiên cái đấy thôi, còn nó sẽ không bật 4G, không bật 5G luôn. Đấy, cho nên hoặc là nếu mà các bác nào chỗ nào mà sóng yếu quá ấy, nó chỉ có 2G không ấy, thì các bác bật GSM only, nó chỉ có 2G thôi, hoặc là chỉ 3G hoặc chỉ 4G. Trên này là chỉ 5G. Đó. Cho nên các bác cần thiết cái nào ấy, thì các bác bật cái đấy. Em thì em cái máy con Win này thì em từng để tất cả luôn. Nhiều khi là cũng có lúc nào đó em sử dụng cái sim, nhưng mà đấy là ít thôi. Còn nếu các bác nào hoàn toàn không sử dụng sim, không sử dụng 4G ở trên sim thì các bác nên chỉ để 3G và 2G thôi. Nó cũng sẽ tiết kiệm pin cho các bác khá nhiều đấy. Rồi thì trong cái phần cuộc gọi này này, các bác cũng có một số cái tùy chỉnh khá là hay. Đây, ví dụ em vào cái phần cài đặt cuộc gọi này này. Đó thì các bác vào cái phần ví dụ như có mấy cái ví dụ trả lời và kết thúc cuộc gọi này này. Ví dụ như các bác có thể cài đặt bằng mấy cái thứ cũng khá là ho, ví dụ như kết thúc cuộc gọi thì các bác ấn nút nguồn này, còn trả lời tự động này, đấy nó cũng có này, và trả lời bằng phím tăng âm lượng này cũng có này, thì các bác tùy các bác nhé, các bác thích kiểu gì thì các bác chọn thôi. Đấy, và trong phần cài đặt bổ sung này này, nó có mấy cái thứ nó linh tinh cũng khá là hay. Vì chất lượng cuộc gọi này thì tùy các bác em để mặc định. Đấy, còn cái chỗ cửa sổ thượng báo đến cuộc gọi này, khi mà cuộc gọi có đến ấy, nó sẽ sổ một cái pop up xuống đây này, thì các bác để thì để, không để thì để, không để thì thôi nhé. Nên tùy các bác, thì em có để đấy. Và rung khi mà trả lời cuộc gọi này, không khi gọi đến thì nó cũng có, em cũng để đấy. Thì trong này này có một cái khá là hay, đó là có cái ở cái máy Hàn này nó có cái chế độ là tự động ghi âm cuộc gọi. Máy Mỹ thì không có đâu nhé, máy Mỹ sẽ không có cái mục này. Thì nhiều các bác vì cái hình thức công việc thì các bác có để là tự động ghi âm cuộc gọi, thì như em không cần, cho nên em cũng tắt nó đi. Thì cái này nó chạy ngầm khi mà các bác vào cái app cuộc gọi, cho nên các bác cần thì hãy xóa đi, cần thì bật, không cần thì thôi nhé. Đấy. Còn mấy cái dưới này thì nó cũng không quá quan trọng đâu. Đấy, ví dụ cho cái chỗ này, có cái chỗ này khá hay này, chỗ cử chỉ này này. Đây này, khi mà có cuộc gọi đến này, các bác đưa điện thoại lên tai để mà nghe luôn. Nó có nghĩa là các bác áp cái tai vào thì nó sẽ che cái cảm biến tiếp cận ở chỗ này. Máy nào nó cũng sẽ có cảm biến tiếp cận của các bác. Thì khi các bác đưa lên tai, nó sẽ che cái cảm biến tiếp cận đi, thì nó sẽ tự động nhận cuộc gọi. Thì cái này em có để. Còn đương nhiên là để thì nó sẽ tốn pin, vì nó phải sử dụng cái cảm biến đấy để nó hoạt động với chức năng này. Cho nên các bác nào mà thích thì để thôi, còn không thích thì cũng không nên để, thì nó cũng sẽ gây tốn pin. Nói chung là từ nãy giờ nói nhiều toàn là tiết kiệm pin cho cái máy thôi. Thì các bác thích thì để nha, em thì em có để, vì nhiều khi em không gạt được, không làm gì được, em chỉ cần đưa app vào tai là nó nghe. Thì cái chức này nó cũng khá là hay, mà nó có từ rất là lâu đời rồi đấy. Rồi thì tiếp theo nữa là một cái cũng các bác cũng khá là quan tâm, đó là cái phần chơi trò chơi này này. Đó là cái phần game tuner ấy. Thì em cũng đã có một cái clip mà hướng dẫn các bác tắt cái game tuner này đi, tắt cái chơi trò chơi này đi. Thì các bác xem lại nhé, cứ tìm lại mấy clip của em có làm rồi đấy. Thì cái vấn đề đây là các bác có nên tắt cái này không ấy. Thì như em tắt rồi, em đã từng tắt rồi, và em thấy là cái việc tắt đi ấy, nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều mấy đâu. Em gần như em không cảm nhận được là khi mà trước khi và sau khi tắt thì nó có cái khác biệt gì nhiều. Thì em nghĩ là tắt cái này đi ấy, thì nó cải thiện một chút chút thôi, chứ không phải cải thiện nhiều nhé. Cho nên các bác không cần tắt cũng được. Đấy, và nó chỉ có một hạn chế là khi các bác chơi game nó hay hiện cái thông báo, hoặc là hiện cái cửa sổ của nó ra, nó hơi khó chịu, thì các bác tắt nó đi thôi, thì nó ổn hơn thôi. Chứ còn để mà tắt cái này để tăng hiệu năng ấy, thì nó chưa hẳn nhé. Cho nên là các bác không cần tắt cũng được. Đấy, và ở trên mấy cái máy đời mới bây giờ, ví dụ như con Win ấy, thì nó đã cho phép các bác là hoàn toàn ấy, là có thể cài cái đó, cài cái game tuner, hoặc là không cài nhé. Ví dụ đây, ở trong cái phần cái này này, chơi trò chơi này, thì cái này cũng có nhé. Đấy, thì cái này của em cũng có đây các bác. Nhưng mà ở trong cái phần khi mà các bác mới khôi phục đặt gốc ấy,
nó sẽ cho các bác là có cài cái đấy không, có cài hay không nhé. Các bác không lựa chọn cài thì nó sẽ không có cái đấy. Cho nên các bác sử dụng mấy cái máy đời mới như kiểu là FreeOS V60 hoặc về Win ấy, thì nó sẽ cho các bác nhiều cái tự chọn hơn. Thì có một cái nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cái việc mà pin của máy như thế nào, thì đó là việc các bác để cái độ sáng màn hình nó như thế nào. Thì thường thường thì có bác thì để cái độ sáng màn hình rất là thấp, em cũng không hiểu là các bác để độ sáng thấp như thế thì các bác nhìn nó có khó khăn hay không, hay các bác, mắt của các bác nó tuyệt vời quá thì em không rõ, nhưng mà để độ sáng thấp nó nhìn rất là khó, em không nhìn được. Em thường thường mà để cái độ sáng là tầm khoảng nửa, tầm khoảng 50 như này này đó. Thì thường thường cái máy nào của em thế thôi, em đều sử dụng cái độ sáng là tầm khoảng 50, và em không bao giờ bật cái chế độ tự động đo sáng này lên nhé. Tại vì khi mà bật cái chế độ tự động đo sáng này lên ấy, cái máy nó sẽ phải luôn luôn sử dụng cái cảm biến tiệm cận này, nó cũng là cái bảng cảm biến để mà đo độ sáng luôn các bác, để nó đo được cái độ sáng ở bên ngoài. Thì ví dụ nó sáng quá thì nó sẽ cho cái màn hình này nó sáng lên rất là nhiều, còn nếu mà màn hình ở cái độ sáng ở môi trường ngoài nó tối đi thì nó sẽ giảm cái độ sáng đi. Thì cái việc bật tự động này này nó sẽ làm cho con máy của mình nó phải hoạt động ngầm rất là nhiều, cho nên là em cũng khuyên các bác là không nên bật cái chế độ tự động này lên, để hoàn toàn là bằng tay thôi nhé. Và tùy các bác thôi, nếu như mắt các bác tốt thì các bác để cái độ sáng ít, còn mắt các bác kém thì các bác để độ sáng nhiều lên. Đấy, thì là cái này nó sẽ ảnh hưởng rất anh em nghĩ là ảnh hưởng rất lớn đến cái thời lượng sử dụng pin này, cho nên là các bác tùy vào cái sử dụng của các bác như thế nào nhé. Và trong này thấy em cũng cũng tắt luôn cái xoay màn hình đi các bạn. Cái xoay màn hình này em cũng khi em dùng lắm, ở con G8 này thì em dùng rồi chứ con Win em tắt luôn. Thế thì đây là cái tùy chọn về cái độ sáng màn hình ấy. Đấy, em thấy là cái tùy chọn em khá là quan trọng luôn. Rồi ok, thì cái clip nó cũng đã rất là dài rồi, cho nên các bác nào mà còn xem được đến đây thì em rất là cảm ơn. Còn những cái kinh nghiệm của em về cái sử dụng con máy LG ấy, thì là em đã chia sẻ cho các bác mấy cái cài đặt cơ bản của em về cái sử dụng LG ở phía trên rồi. Các bác xem được đến đây thì em nghĩ là các bác sẽ cài đặt được cái con máy của mình nó một cách nó mượt mà nhất. Còn có những cái mà em chưa biết hoặc là nó thêm hơn ấy, thì nếu như các bác nào biết hơn ấy, thì các bác comment ở phía dưới cho em biết, để các em có thể một lúc nào đó em sẽ chia sẻ lại cho các bác khác. Thì rất cảm ơn các bác là đã dành thời gian để mà theo dõi cái clip của em. Rồi ok, chào các bác.